Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Không phải à? Này mình mua được cái mấy cái đồ rồi như phúc bầu, lúc cái đồ với bầu kho hả mà. Này các bạn ơi. Nha. Nên mình ăn cái rô có bầu đúng không ơi? Chí chanh, chí chanh. Với thịt bằm. Người có hai là bạn chiên. Cái này là cái mắm mà chấm người cũng ngọt. Cái thịt chiên còn cái cháo này, tại vì nó gì thích này, ăn cá, cá thì đưa dĩa ra cho ngoại, đưa dĩa đặt ra đây, đưa cái dĩa lên đặt cho ngoại được không? Anh nhận hai kia, không kia đều dĩa nha. Vậy lên uống hơi hết nè, ấy rồi vậy lên con nó cứ mặc ẩm vậy lên có đường dưới luôn. Cái này mua cái nào mua cái này là mà. Yeah.
quá cấm à. Khi nào không ăn mất dầu mình đi ra. Còn thuốc nữa. Từ nào tôi có đem tôi mua trái ăn, một cái bầu để nhà cho. Chạy lên đầu kinh đó mua con nhỏ hai con này. Nó làm sạch sẽ cho. Như bắt gì lửa thì bự quá, bự ngắn. Còn nếu bự quá ông mua con mà nhỏ lắm. Nó làm sạch không? Cảm ơn nha, bye bye. Bye.